À nhớ rằng chọc bông dư nè dọ. Sự lý tiền hút nọ thì cụ yếu lọc khét xôn tờ ủa. Bật kiến tiền là dọ tiền bật có lúc Facebook nè dọ. Khi có lúc Facebook và chế độ chuyên nghiệp nè dọ. Ủa chế độ chuyên nghiệp trong sở đời tao à cỡ. Thế ủa sai nè dọ từ chỉ tao chơi nè là. À nè là mù sai của cho bị điện nè dọ. Nhớ lý Facebook nè chế lỡ cụ cho chai trong sở đời bật kiến tiền thế nè dọ. Cho trong sở đời khi thế nhiệt thế nè mà thì xin mà. Nhưng chỉ tao yêu hỏi thì khi thế nhẹ lòn đợi lượt xe này ạ. Ở nhà đầu nhà la tế này chỉ nên chỉ cho tao nên chỉ cho tao khi nè. Là chỉ cho tao khi khó và sai video ấy lấy thế nhẹ đâu có này ạ. Là cho khi khó nó này ạ, nên bỏ nó này ạ. Liệu bỏ can rồi nó này. Ở nên cho nên bỏ tới nhà la là chỉ nên mà đi mù nhện này ạ, thôi nên khi này ạ. Giờ nên một khi giờ nên uo trên đấy là liệu của uo để nón chỉ. À nên tôi hiện khi tàu nó hiệu. À thì nó chỉ quay cho bé mù à uốn này nên sai uốn này phải đủ block khó tiêu chí là nó vậy block khó điều kiện nó vậy nên sai cú block điều kiện để nó được bình chúa thần đoan nó vậy cú khó Facebook cá nhân nó vậy à lên thì chỉ to bao nó là nên cú mù uốn này nên chủ mua và ít thanh à tụ nành theo dõi này vậy ít nhất 1.000 người theo dõi này nha vậy à thì nó chỉ giờ nên lúng bé nè nên lúng bé nên lúa hết danh này vậy sẽ nên show đi trả chỉ show này vậy sau có giờ này lúng bé đâu này ạ, nay bỏ này nó giờ cũng sau cũng lúng bé đâu nè, à sau có giờ cũng lúng bé đâu, nó này ạ, giờ cũng mất cũng lúng bé kho rồi này ạ, vì giờ cũng sau cũng lúng bé giờ nên xịt chong rồi này ạ, giờ cũng giống mất kho, cũng giống mất kho có vào nửa, giờ còn lịch cũng lúng bé rồi này ạ, anh hú nhiêu nay sau có giờ thế nè, lịch hú giờ nên này à tàu nhẹ là chỉ nên thò nhẹ là thi dụng gì nữa vậy, giờ này sau chỉ giờ là chỉ lĩnh hưu à nên thò nhẹ là chỉ nên muốn chỉ nhớ thôi nên à, ở này sau cả giờ nè, quốc gia là chỉ nên chọn Việt Nam này vậy, quốc gia này vậy, lúc tết chờ nên ta tỏ nhỏ sẽ nên nhỏ lúc tết chờ từ chỉ nên chọn Việt Nam thôi nè, à chọn trong bữa nọ chỉ nên nhẹ à nên muốn thì à. À tết chờ đâu dạ nè chú mua bên bước nè nè bỏ cho cá nhân chúa sổ cơ nè nè dạ cú tư mù tàu bên bước là nè dạ ở trên là trên nè ô cờ dòng gồm nè dạ địa chỉ doanh nghiệp nè nè dạ còn là trên nè sổ chơi nhót đâu nè nè sổ nè có chơi nhót đâu nè dạ. Ở này ở trên đấy mà sai của ua này thì lấy ua tao này giờ. Này thì khi tao này khó này. Này chọn này ở lúc thành phố là giờ này lúc tỉnh này. À này nhớ lúc tỉnh từ giờ này nhớ ra lúc tỉnh đó này giờ. Mám bưu điện không nào. Mám bưu điện này giờ. Vì thế thì cú nhỏ sáng này nó chỉ bé lúc bị điện giờ 366910 nó vậy số số điện thoại đi xí đó nè mã số thuế cho nên mua nên mua từ Google nè ở nên mua Google nên mua tra mã số thuế đó nó vậy giờ này chỉ tao tới tra mã số thuế cá nhân nó nên mà đi liên hệ cú nè nhắn tin được cú nó vậy ít lên mấy thứ mã số thuế nè mã số thuế cá nhân chế tết trả lời những ua trừ nên tù mã định danh rồi mã định danh căn cước công dân này ạ chế là những mũi tù mã số thuế này tên pháp lý là này ạ tên pháp lý là chế nên lúc bẹt trở đi lúc tết trở nên nhỏ này ạ còn nếu giờ trở đi ở nơi đấy căn cước công dân này địa chỉ nhà riêng này ạ, nét số đó này ạ, nét số ba cơ này, rõ xã huyện này ạ, tỉnh thành phố thì nét số nét lúc tỉnh này nhóm tỉnh từ giờ số luôn đó này ạ, hiện tại thì tôi đang ở tỉnh Sơn La này ạ, giờ cú số tỉnh Sơn La đó này.
366910 má bưu điện điện này tụi email hút đó nè này tụi email nào giờ tụi email chính này dùng này ạ giờ là gửi lưu hộp thư liên kết tôi này thì nhận tao này ạ cho bước nào là chơi được yêu tí này ạ nên bỏ tao lấy tiền chọn phương thức thanh toán phương thức nhận khoản thanh toán này nên mũ và khó thì liên kết tài khoản ngân hàng này giờ tiền lĩnh hút này tao nhiên này ạ anh này thì cho tao nó cho nhiên này nên nó chỉ cú chọn liên kết ngân hàng này ạ liên kết tài khoản ngân hàng hay lấy từ mua tài khoản PayPal nào đó này ủa tài khoản PayPal tao này tài khoản PayPal mà nó sử đâu để chờ sẵn đâu tao nó để chờ thu lúc để chờ nó ạ giờ sử chờ nó giờ ở lúc tài khoản PayPal nó chờ nó giờ lúc nó nhiên để chờ đâu này ạ nhớ hoa kỳ này ạ nên sau này lúc bê tài khoản tờ và tài khoản ngân hàng này ạ có dòng của nên lúc bê này nên tu nên để thẻ ngân hàng này ạ cho nên sau tao cho nên muốn đến khó mà xít có đến tờ và lúc ngân hàng này ạ vì chỉ là nên xí lúc ngân hàng từ cho nên muốn sau của dòng luôn tờ đó nè à chứ nó giờ cũng cho nên là sai nên luôn ngân hàng này vậy sai này là mã sĩ từ ngân hàng này này vậy nên sau mã sĩ ngân hàng Agribank là giờ Vietcombank Vietinbank này vậy cho nên như hiện tôi nè nên sau bàn tiền nước ngoài ấy vậy tên nước ngoài thì tao nè sau quả đống ở nơi lưu mà xít tỉnh thành hôm nay ạ nó là chi nhánh ngân hàng Agribank này ạ từ mà xít thì giờ từ V BBA là này ạ nét sau đó này nên một chọn có giờ lưu ở ngân hàng này ta tỏ xí này ạ chọn có giờ lưu ngân hàng này ta tỏ xí này thì đi cho xí tao này thế nên khi tao lại nhận một sao chết nên một sao chết khó má này má xin này nhở ở trên nó tao lại chơi cú sao chết tao lại cú chơi cho nó đền đâu cả nó này nên cho nó đền đâu khó nó này nhở dán tao xuống này nhở nên dán cái tao để chọn bước tiếp theo cho nên mù đề là nên từ số tài khoản nè bank account nó này ạ bank account number nó này cho nên một số này từ số tài khoản nó này ạ cho nên vào nên lúc tài khoản nè xin phép chờ đợi này ạ còn nó chỉ cú vào tài khoản chỉ cú mua che nó ạ mua che màn hình mua quầy và lấy hàng thôi cú nhập phần má vậy thở nên vô tao đi nó thả lời chế nữ hoàn thành này vậy nên vô tao đi nó thả lời chế nữ vô linh đạo xin này vậy ở trên nó chế nên mùa nên một khai báo mã số thuế này ạ à giờ thì đây chỉ báo cho nên mùa dịch nên mùa trả lời cho nó này nên mùa trả lời cho câu hỏi nó này ạ nên mùa sau chết là mình cho nên cho mùa dịch đỡ Google dịch cho nó này phân loại thuế của bạn là gì nó này cá nhân này ạ nên chọn nên cá nhân thế này ạ thì chỉ phải ta biết được khai vấn đề tỏ và thổ lúc hồ sơ này ạ chỉ biết đi chọn mã số thuế cá nhân này ạ giờ nếu tôi chỉ mua lúc tích để nó này ạ chỉ đã là cho khó khó cá nó chỉ nên chủ tàu nhiệt khó khó đó nó cho là sẽ lúc tết trở nên nho nhỏ nhỏ khó từ nó đây ạ chờ hơn này điển sán thông tin công kết ở bước trên nó đây ạ chỉ nên sáng này ạ nên mà bảo trời ly cụ nó này thì một tiếng này ạ
giờ tiền linh thiếu quá chỉ tao nó là nếu họ sơn đại đó cũng nãy giờ nếu sơn đại đó cũng ấy bé mà đi à cũng mà đi họ hướng dẫn nếu ô nãy giờ về điều kiện mà này phải đủ bao kho điều kiện à và ta à thổ su su bé pi bé tôi nãy giờ này thì khi tao lọt sơn đâu chứ hỏi ta chỉ nó này nên sao có gió này ạ là nó khó thực hiện nên chỉ bỏ cho nên mua dịch nên mua dịch và tiếng tiếng Việt này ạ ta xin nó này bỏ tiền tiền này ạ, tiền tiền kia nè, nên bữa vừa khó sống này ạ, nên bỏ tao tiền, giờ nó chế độ kiếm tiền này ạ, nó này, bạn cần thay đổi, giờ nó giờ cú tiêm bớt lần này ạ, bớt tao chế tiêu giờ tiền đã bớt rồi nó này ạ, giờ thì thầu có sai ta cũng cho video nó giờ khó thì có chỉ tao nó để có học sinh tại đâu cú này ạ, cũng mà hướng dẫn con bớt nè, ở sân họ can nè, ít supply là giờ đăng ký đâu cú trong YouTube thế này ạ, ở trong đó.